Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi chiều luôn ha. Mình cũng xin chúc tất cả các bạn đang xem video mình ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc luôn ha. Thì hôm nay buổi chiều bạn mình cũng lên đường để đi cứu những chiếc lồng bẫy bìm bịp về nha các bạn. Nói chung cái vườn nhãn thiền thoại nè các bạn. Cái lồng bẫy thiền thoại này của mình thì mình thăm cử này cũng 4 cử rồi nha các bạn. Đúng ra là 3 cử là mình rút rồi các bạn ơi. Nhưng mà do cử rồi mình đi thăm á, mình thấy nó còn dính cho nên mình để nha các bạn. Mình hy vọng bữa nay đi cuốn bẫy nó cũng có dính nữa nha các bạn. Nói chung cái khu này thì bìm bịp nhiều lắm nha các bạn. Mình đặt cái khu này thì nó 2 tour rồi nha các bạn. Nói chung 2 tour. Đợt hẳn thì mình đặt ở đầu trong này các bạn. Ở đầu trong này thì mình nằm 7 3 ngày. 3 ngày mình thăm nó cũng dính hai mấy con đó nha các bạn. Rồi mình mới về ra tuốt ngoài đầu ngoài là 500 m ra ngoài nha các bạn. Thì mình thăm 3 cử rồi, mình thấy còn dính nên cử này cử thứ tư mình mới rút nha các bạn. Mình rút rồi thì mình kiếm cái điểm mới, mình chuyển đi điểm mới nha các bạn. Chắc mình qua cái vườn bỏ hoang gần đây nha các bạn, nhưng mà cách con kinh. Rồi cũng để tránh mất thời gian các bạn, mình sẽ quay camera lại, mình mời các bạn trải nghiệm cùng mình thăm những chiếc lồng mình bẫy bìm bịp coi có dính không nha các bạn. Bữa nay mình đi cuốn cái luồng bẫy này là tầm khoảng 3 giờ ngoài nha các bạn. Thông thường có 3 giờ, 3 giờ ngoài các ông chủ vườn động tứ cây nha các bạn, nên tiếng máy nó chạy hơi ồn. Có cử gồi á, cử gồi mình đi thăm hơi sớm cho nên không gặp chủ vườn tứ cây. Nói chung chủ vườn này cũng quen nha các bạn, cho nên thì ổng chỉ mình vô đây bẫy á các bạn ơi. Đây, vỏ ốc ma bỏ đây nha các bạn, mấy mình bịp nó ăn bỏ. Đặt mấy cái khu quen các bạn mình khỏe lắm, mình không có sợ bị mắc bẫy nha các bạn. Còn khi mà đi mấy cái khu mới á, mấy khu mới á, mình hơi bự bự hơn chút. Nhiều khi mấy luồng bẫy đó thì mình bẫy một hai bữa là mình rút, là mình không dám neo lâu nha các bạn. Hồi này mấy vỏ mới mới không nè các bạn, mấy vỏ này mới ăn không nè, ốc bu vàng. Cái khu bên đó thì ngon lắm đó, nhưng mà nữa mình qua đến đó chiến chắc giỏi lắm, mình thăm cử hay cử mình phải rút mặt chứ không dám để lâu nha các bạn. Tại khu này cách con kinh, mình phải đi bập đầu đằng kia mình mới lại qua bên đó được. Nhưng mà có một cái á, mấy cái điểm bên đó thì mình không biết làm sao. Đây cái không dính bạn ơi, cái này cử rồi dính, cử này không dính nè. Thì hành trang mình đây nha các bạn, đem theo cái túi có dính bịp mình bỏ vô với cái với cọng dây thôi bạn ơi, cọng dây đừng cuộc mấy cái bẫy sách về. Hy vọng nó sẽ có dính được mình quay được cái video nha các bạn. Thông thường mình bẫy điểm mà khoảng 3 cử mình cuốn nè, có cái điểm này mình thấy nó còn dính im quá nên mình chừa lại, mình để bữa nay cử thứ tư mình mới chịu đi cuốn nè. Thôi cái này dính bạn ơi, cái nào đi thăm lần nào cũng dính chân nha các bạn. Đã các bạn, con này con bị bịp tơ nữa nha các bạn. Nó tơ chứ con này nó bự quá bự. Lông gần gần thiệt mà. Lông gần mà cái gì? Chà bá. Cái này nói tơ tơ mấy mùa rồi nữa các bạn. Nên mùa này nó bự lắm rồi. Bệnh Loki. Hai cái dính được con em. Mình có con tay nó hơi lậm cậm, các bạn có xem thông cảm gì mình ha. Rồi, hai cái. Bụi tre này, hai bụi tre mình đặt 4 cái các bạn, 4 cái này cử gọi mình thăm dính 4 con luôn. Cử này hai cái là dính được một con. Rồi, mình thấy đằng bụi chuối đó một cái không dính nè. Cái đằng bụi chuối đó bạn không dính. Rồi, cái trong bụi tre này dính bạn ơi. Để mình để xuống đây đi. Con này sao nằm im ghè, để coi thử nha bạn. Sao còn bạn ơi, còn. Con này chà bá nè bạn, con này con bị mịp già luôn nè. Con này lông đỏ. Bốn cái dính hai con. Các bạn thấy cái này nó ủ sập bẫy mình không bạn? Nè, đó. Đây là nó ủ sập bẫy đó nghe bạn, là nó nhát rồi đó nghe bạn. Các bạn thấy nó nhát nó khôn không? Lại nó sắn cái bẫy mình mà nó không chịu vô nghe bạn. Chính tỏ là khu này bị mịp còn nghe bạn, chứ không phải là hết đâu. Có một nhiều bạn nói bình luận mình bẫy gì dính chắc hết luôn quá. Mình bảo đảm bạn, bẫy dính chỉ được 5-6 phần thôi bạn, chứ không bao giờ hết nổi bị mịp bạn. Tại vì nó khôn lắm. Thấy vậy đó chứ mình bẫy vài bữa nó bể bạn. Nó bể rồi cái nó nhát nó lại, nó sắn bẫy mình không à. Nó không chịu vô bẫy. Đã không bạn? 4 cái dính hai con đó. Thì này
mình có một tay ha, chắc mình ngưng cái nha các bạn, mình ngưng cái mình xỏ vô cọng dây, mình cuột, mình xách đi nha các bạn, mình xách bọc qua đừng mình lội gì dòng vô luôn nha các bạn. Và bốn cái này dính được hai con, còn cử trước mình thăm bốn cái chỗ bụi tre nè các bạn là dính tới bốn con, giờ giảm xuống rồi tại vì cử này cử thứ tư rồi, mấy cử rút 7 đi nhiều, nhầm nhiều khi là có khi không dính không chừng nữa các bạn, đúng ra ba cử mình rút được rồi đó. Mà tại mình tiếc á, mình thấy cử rồi mình đi thăm nó còn dính 7-8 con nên cho nên mình thấy vậy thôi mình chừa lại nè. Mình cuốn thì cuốn 10 lồng chiếc lồng 7 nha các bạn. Mình đặt đây được 10 cái á. Rồi, để mình cuột lại cái rồi mình đi về tới nha các bạn. Tới mấy cái tiếp theo nó có dính nữa thì mình sẽ quay chia sẻ với các bạn. Mấy cái ủi 7 đó các bạn, nếu mình neo lại là cũng có tỷ lệ cũng dính nha các bạn, nhưng mà 50-50 chứ không chắc ăn. Tại khi nó đã ủi 7 rồi, nó nhát á, nó sẽ nhiều khi nó sẽ, lại nó sẽ ủi 7 mình tiếp theo nữa đó. Nhầm con thì nó cũng vô vậy, có con thì nó ủi 7 nữa. Cũng có nhiều bạn á, bình luận trên kênh mình á, bạn cũng hay hỏi mà mình á, thì nói chung video nào mình cũng hay nói lắm nha các bạn. Thì hỏi mình á là bán con được nhiêu, thì quê mình ở đây là mình bán con được có 50k thôi nha các bạn. Hồi cái trước dính nữa nha các bạn. Một con là 50k. Còn có nhiều bạn bình luận hỏi mình á là cái chiến dịch đó là chiến dịch thúi hay là chiến dịch trắng hay là chiến dịch có luộc không nha các bạn. Thì mình cũng xin nói rõ luôn. Chiến dịch này nè các bạn là chiến dịch trắng nha các bạn, mình mua đem về là mình để vô mình bẫy thôi. Mình bẫy chừng nào mình thấy nó nhiều tua quá các bạn, nó đen quá về mình rửa, rửa trứng nào trắng mình đem đi bẫy nữa, còn trứng nào mà nó không trắng nó đen quá các bạn thì mình đem mình chiên ăn thôi nha các bạn. Chiến dịch tư mình đó các bạn ơi. Chiến dịch trắng á. Chứ không phải chiến dịch thúi nha các bạn, chiến dịch thúi tôi đen thùi lùi á, nó ít dính lắm. Nó không thấy á. Nó chê. Con này quậy cũng đỡ dữ à, con này cũng bình bịt già nữa nè bạn, mắt đỏ nữa nè. Rồi cuốn 7 mà dính thấy ham không bạn? Luồng 7 này mình rút mình cũng tiếc nữa nè. Tới đây thôi, 5 cái dính 3 con rồi nè. Mà để hoài thì nó sắn 7 nha bạn, nó khôn lắm, nó xuống nó sắn 7 mình sập hết mà không dính á. Tại nó nhìn thấy dính một con, còn con ngoài nhìn thấy được á, nó nhét 7. Còn 7 á, thì các bạn cũng hay hỏi mình á là cái chiều dài cái 7 nhiêu, chiều ngang nhiêu mình cũng chia sẻ luôn nha các bạn. Cái mặt ngang từ đây qua đây á, là 8 mắt lứ nha các bạn, còn chiều dài từ đây lên đây là 17 mắt lứ bạn ơi. Cái bẫy này là ở ngoài chợ người ta bán nhiều lắm. Loại bẫy này là bẫy chuột công nhum mình đó các bạn. Mình bẫy chuột này là tới mùa mình đặt công nhum vẫn được luôn nè. Là 24.000 một cái nha các bạn. Còn cái trứng vịt quê mình thì 3.000 trứng. Là mình bỏ vô là tổng cộng vốn mình bỏ ra là 27.000 nha các bạn. Còn dính được con mềm biệp thì mình bán là 50.000. Chứ cũng không có gì khó, bạn muốn bắt nó thì chỉ, các bạn chỉ cần sử dụng thứ này thôi là bắt được con mềm biệp còn sống rồi nha các bạn. Còn thăm á, thì thông thường á, các bạn xiên á, thì sáng đặt chiều các bạn thăm, qua ngày sau sáng thăm cử, chiều thăm cử. Còn mình ở đây á, không phải là không xiên nhưng mà do nhiều khi mình mắc công việc á các bạn. Dưới phần á, mình để dồn một ngày mới thăm một lần. Đừng cho nó dính nhiều nhiều, mình sẽ quay được cái video chia sẻ với các bạn nó sẽ đẹp hơn. Còn mình đi thăm thường xuyên á, thì nó dính một hai con, ví dụ 10 cái 7 thì bạn thăm lần dính hai con, ba con á. Thì mắc công mình lội một phần, chứ còn thời gian mình không có các bạn, mình không có lội hoài được. Còn các bạn có rảnh thì thăm thường xuyên cũng được. Thăm thường xuyên bắt ra thì con mềm biệp nó đỡ nhát hơn. Tại vì khi dính một con này còn một con ở ngoài á, bạn nó sẽ nhát đi. Con này quậy dữ nha bạn, này bị biệp già nè. Để cái này mình bỏ vô. Vỏ đi 2-3 cái mình ha, gom lại mình ấy một lần, mình cuột lại một lần. Nói chung cái khu này là mình bắt cũng hết mấy chục con đó bạn. Khu này là mình đặt hai tua 7 rồi đó, tua đầu trong, tua đầu ngoài. Bữa nay mình đi cuốn là đi cuốn tua đầu ngoài đó. Một tua 7 thì thông thường mình để 3 ngày mình thăm 3 lần đó bạn. Ngày mình thăm 1 lần. Ngày xưa thì nhiều khi ngày nào mình một ngày mình thăm 2-3 cử không chừng nữa, nhưng mà mình đi mỗi cử nó dính chỉ có 2-3 con à. Rồi sau này mình để cho nó một ngày mình mới thăm 1 lần cho nó lâu các bạn. Cái tỷ lệ nó dính sẽ cao hơn. Cái này sập ủi sập 7 nữa nè các bạn. Khôn ghê ha. Mấy này là các bạn biết rồi đó, nó đã dính nhiều con nè, cái 7 nè các bạn. Dính 2-3 con, 3 con gì đó. Rồi khi mà mình để hoài á, nó nhát á. Nó ủi sập cái 7, ý là mình lấy tàu chuối mình che lại luôn mà nó ủi sập cái 7 không dính luôn nè. Này là nguyên nhân nó nhát 7 nè nha các bạn. Mình sẽ rút đi đi, rồi lâu lâu mình sẽ quay trở lại mình đặt nha các bạn. Là nó sẽ dính cao hơn. Còn mình để cái 7 ở chỗ hoài nó nhát nó khôn á. Nhát. Tới đây nữa 6 cái 7 mới dính được có 3 con nha các bạn. Vậy cũng ngon đó bạn ơi, tại mình cuốn 7 mà. Chứ hổm gài cái luồng này thì mình đi thăm không có lúc nào mà dưới 5-6 con chứ bạn. 6-7 con, 7-8 con, 8-9 con không á. Chục cái 7 nha các bạn, mình đặt 10 cái. Bên góc xăm đây mình cũng có 1 cái.
cái này cử rồi hình như là mình thăm dính con chuột nè các bạn. Các bạn nghe bìm bìm kêu bên cạnh đó không? Các bạn thấy quê mình bìm bìm thấy ghê không? Nó kêu dữ lắm kêu nha các bạn. Nói chung là tại mình bẫy bên đây nó nhát rồi đó, chứ cạnh bên đó là còn nhiều lắm nha các bạn. Với cạnh bên gần quang bên đó đó, mình đi thăm lưới gắn là mình gặp dữ lắm nhiều. Nó bay chập diều bạn ơi. Đây cái này dính luôn nè, quá đã. Cái này cử gọi dính chuột nè các bạn. Cử gọn chuột cũng vô dính rồi nên không dính bìm bìm nè. Cử này dính nè. Con này quậy cũng đỡ dữ à. Như mấy trứng vịt đen đen này các bạn, là mình về mình sẽ bỏ lại hết nha các bạn. Mình về mình sẽ chiên ăn, mình mua lại mấy trứng vịt mới. Còn mấy trứng này còn trắng á, thì mình chùi rửa xương xương, mình để vô bẫy, mình đi bẫy tiếp. Đã không bạn? Thế khu này thì mình đặt 7 cái, còn cái đường đi vô mình đặt 3 cái nữa nha bạn. Thăm 3 cái kia coi dính không. Ở đây 7 cái thì nó dính được 4 con rồi đó. Rồi giờ để mình ngưng máy cái nha các bạn, mình cuộc nó vô trong cái chùm đựng mình xách đi cho dễ, tại mình có con tay á, mình xách nó đi rồi đi về tới thăm mấy cái bẫy cuối, còn 3 cái nữa coi nó dính không nha các bạn. Đường đi dài vô này mình còn 3 cái bẫy nữa nha các bạn. Đây cái không dính nữa nè bạn ơi. Mình đi có lắc bạn thông cảm nha, tại mình có con tay mình ne cái chùm bẫy này đi nè. Cái này các bạn thấy nổi sập nữa nè các bạn, nổi văng cái bẫy mình bên luôn nè, mình đặt là quay về vị trí này nè, nổi cái văng ra tới đây khôn. Tại mình bẫy dính nhiều con đó bạn, cho nên là nhiều khi nó nhát nha bạn, nó nhát cái sáng bẫy mình á, cái sáng bẫy mình mà không dính nè. Chính tỏ là ở đây vẫn còn bìm bịp nha bạn, chứ không phải là hết đâu, mà tại nó sao nó nhát bẫy, nó sáng bẫy đó, mấy con sáng bẫy đó. Cử sau tầm khoảng nửa tháng tháng sau vậy bạn, nếu mình hết điểm mình sẽ quay lại đây bẫy, thì mình có sẽ khả năng sẽ bắt được nó cao hơn nha các bạn. Chứ còn để bẫy lại thì cũng dính vậy, nhưng mà tỷ lệ chắc không cao hơn, nó nhát. Cái trước dính bạn ơi, cái trước thấy cục đen thù lùi kìa. Cái này đặt rồi hình như là nó ủi sập bẫy mình hay gì nè các bạn. Cử này mình bắt được nó nè, mình sửa cái bẫy lại mình bắt được liền nè. Tại mình che lá chuối lại các bạn, cho đừng có thấy cái mặt trong đó đó. Nó thấy cái mặt trong nè các bạn, nó sắn. Nó chỉ thấy cửa này thôi, nó dễ vô hơn. Nó đi ăn là đi ăn kiếm cặp mé dọc bờ nè các bạn. Con này chắc ông chủ vườn ổng chạy ngang tưới nước ướt nhẹp nha các bạn. Chứ nó sắn quá cái đầu nó hơi chạy chạy rồi. Nên mình hạn chế quay xa xa nha các bạn. Nó sắn bẫy á, nhầm con nha các bạn, nhầm con vô nó mới vô á. Thì nó ít sắn bẫy, còn có con á nó vô á nó sắn bẫy dữ lắm, nó vô lâu lâu một chút á nó sắn bẫy dữ lắm, nó sắn nhiều khi chạy đậu chân á. Con này cũng tơ, nói tơ chứ cũng bự rồi nghe bạn, mắt cũng muốn đỏ rồi chứ chưa đỏ hung. Quá đã, tính giờ tới đây 5 con nghe bạn, mình còn cái bẫy nữa cũng hết bẫy rồi. Bỏ vỏ mình xách tới mình thầm cái cuối thử làm sao nghe bạn. Rồi cái cuối chiếc quớt các bạn ơi, từ xa mình thấy à, nó có dính là cục đèn thù lùi à, còn nó không dính là cái bẫy chống học đây các bạn ơi. Đây cái bẫy này trứng vịt cũng đen này, trứng vịt này hết hiệu quả rồi. Rồi để mình ngưng máy một cái nha các bạn, rồi mình sẽ chắc nó ra, mình bắt ra với mình lấy mấy cái trứng vịt đó các bạn, rồi mình cuột bẫy lại, đừng mình ra xe mình máng lên á, mình chạy về nó không bị bể trứng vịt nha các bạn. Chứ nếu các bạn mà không lấy trứng vịt ra để nó lắc lắc chưa bẫy nó bể trứng vịt à. Các bạn nghe bìm bịp kêu không? Ý là mình đi ngang rồi mà ăn sao nó còn kêu dí đó các bạn. Khu này còn bìm bịp nhiều thiệt mà, công nhận mình tiếc cái nó sắn bẫy bạn ơi. Để lại nó xuống ngay bẫy mình là nhầm con vô, con có con sắn bẫy. Mình để vậy hoài thì sợ nó nhát nên mình để đây đi. Mình hứa 10 ngày sau hoặc nửa tháng sau gì mình quay lại đây mình sẽ chiến lại nha các bạn. Mình sẽ thu phục mấy con đó đó. Rồi để mình ngưng cái các bạn ơi.
Rồi mình cũng vừa chắc ra đây xong nha các bạn, mình qua đây mình quay thành quả các bạn xem. Rồi xong cái mình sẽ lấy mấy chiến dịch ra, chứ mình bắt mấy mình bịp ra rồi mình cuột bẫy mình thả về nha các bạn. Nói chung thành quả cuốn cái luồng bẫy này cũng ngon lành nha các bạn, cũng được 5 chú bạn ơi, 10 cái bẫy. 10 cái bẫy thì 5 cái không dính, 5 cái dính. Cái luồng này thì cái luồng bẫy thiền thoại của mình đây nha các bạn. Cái khu vực này là khu vực vườn nhãn nè các bạn. Đó, bên đó ta trồng nhãn đó. Nguyên khu đó ta trồng nhãn không à, nhưng mà mình không có vô mấy cái clip đó, mình đặt ở ngoài cái thiền thổ ngoài. Tại thiền thổ ngoài có cây cối nữa các bạn. Nãy thì mình đặt tuốt ở ngoài đầu ngoài đó các bạn. Qua cái đám cây này nè, ngoài đầu thùm lùm chỗ mấy bụi tre ngoài á. Nãy phất cây à. Bạn cũng khó xem. Rồi, bây giờ nói chung là ngon lạnh bạn ơi. Cuốn bẫy này mình sợ không dính không mà cũng được 5 con nha các bạn. Một cử mình đi thăm thôi, mình hy vọng dính 4-5 con thôi cũng ngon nha các bạn. Tại quê mình thì mấy con mì biệp này thì mình bán cũng được 50k con bạn. Mình cũng quên nữa, cũng có mấy bạn thường hay bình luận hỏi mình đó, bỏ trứng gà vô được không nha các bạn. Trứng gà cũng được nha các bạn, nhưng mà trứng gà sẽ không hiệu quả bằng trứng vịt. Tại cái trứng vịt này các bạn, nó cái màu trắng hơn trứng gà nha các bạn. Cái trứng gà thì cái màu nó hơi vàng. Cho nên mình sử dụng cái mồi trứng vịt đi nha các bạn, cho nó rẻ tiền hơn trứng gà nữa, trứng gà còn mắc hơn trứng vịt mình nữa. Như cái trứng vịt màu nó trắng hơn, còn cái trứng gà thì màu nó không được trắng hung. Rồi nói chung là thành quả cuốn 10 cái lồng bẫy bìm bịp luồng thiền thổi, luồng bẫy bìm bịp thiền thổi của mình thì được 5 con nha các bạn. Thì bây giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nghe các bạn. Để mình có động lực đó, mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn thì mình cũng máy bay các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau.